Đầu tiên mình muốn nói là video này mình sẽ cố gắng đăng thật sớm để các bạn có thể xem tham khảo trong khi thời gian sự kiện nó vẫn còn. Nếu như video này đăng muộn, thời gian sự kiện kết thúc thì nó không còn quá nhiều ý nghĩa nữa. Nhưng mình cam kết với các bạn là những trận đấu trong video đều là những trận đấu rất là thú vị. Video sẽ được mình đánh dấu mốc thời gian, cụ thể là đoạn này là làm nhiệm vụ gì, đoạn kia là làm nhiệm vụ gì để các bạn có thể lựa chọn xem tham khảo luôn nếu như mà các bạn không có thời gian xem từ đầu đến cuối video nhé. Video nó chứa đựng cả niềm vui cũng như là cái sự nuối tiếc đến tột cùng của mình, nên là thực sự video này rất thú vị các bạn ơi. Tiếp theo thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Bảo, thì bạn ấy tiếp tục tặng mình một cái super thanh. Thì mình cũng bảo là thôi bạn ấy không cần tặng mình nữa đâu, tại vì mấy ngày gần đây bạn ấy tặng mình liên tục rồi. Thì mình cũng muốn là bạn Bảo cứ hãy trở thành một người hội viên, một người khán giả vui vẻ trên kênh của mình nhé. Đấy, trải nghiệm những cái nội dung trên kênh của mình, trải nghiệm những cái trận đấu mà mình tham gia. Còn lại thì bạn cứ để tiền đó và sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn nhé. Chừng đó ngày các bạn tặng mình liên tục là đủ rồi, bạn không cần tặng mình nữa đâu nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, video này sẽ được mình đăng cho các bạn xem nếu như là có gì đó thú vị. Còn không thì video này sẽ không tồn tại. Ở đây mình có một nhiệm vụ cần phải làm cố cho nó xong. Còn 17 giờ nữa là nó kết thúc rồi. Là có 25 điểm hạ gục từ phía sau. Đây mình đã được 16 điểm rồi. Mình thời gian làm video nên là thời gian cày nó cũng không có nhiều, nên là tranh thủ buổi tối mình cày cái nhiệm vụ này cho xong nhé. Còn lại những cái nhiệm vụ khác thời gian nó khá là xông xênh cho mình để mình thoải mái làm nhé. Tony Stark. À, cái gì đây? Cái gì đây? Cái thế quái nào? Ây da. Tự nhiên đấy, không cùng clan mà lại tên. Tên A. F-A-O, của mình là F-A-O nhưng của bạn này là F-A-0 ạ. Vâng. Rất là sáng tạo. À, không được điểm nào. Được điểm nào ạ? À? Xem nào. Xem Iron Man của chúng ta làm cái trò gì trong cái trận đấu này đây. Ồ. Có vẻ như bạn ấy đã nhận ra mình rồi. Ném đi bạn ơi, ném đi, ném đi, ném đi. Ném đi, ném đi. Thành như này hết lướt rồi nha, thế thì xác định. Xác định chứ còn cái gì nữa. Hết lướt thì ok bạn ơi, tập trung chơi đi bạn ơi, tập trung chơi đi bạn ơi. Này 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 này, nó đến này, nó đến này, nó đến này, nó đến này, thôi xong rồi, xong, 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 xong. Xong rồi nhá. Nào về nếm ở đây được. Bật kỹ năng lên xem nào. Ngon. Airy này ra đây rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ờ, cái tôi ai bắt bạn, bạn giúp ở đây. Ai bắt bạn chạy đây chứ, chạy nhanh không là nó bắt đấy. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên bạn ơi. Từ nha, né được không? Từ từ không được, chạy, 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 chạy. Ui dồi ôi. May mình chạy cố nhá, không thì xác định luôn á. Rồi xem nào. Rồi. Ôi nó lại bị khiến mới đau. Ôi kìa. Chạy đi. Chạy đi bà con ơi. Không xong rồi. Mình thay con khác rồi. Mất thời gian quá. Được một điểm là ngon rồi. Thôi mình không like bạn nữa đâu. Bạn tập trung chơi đi bạn ơi. Ok. Ok nha. Ok. Thôi không sao rồi. Chạy nha, chạy nha. Không, không đứng đây được. Đứng đây nó bắn cho sau đầu ấy. Tao lâm được không? Ôi, không được. Hỗ trợ mất tiêu rồi. Con này khó nha. Con Aegis này rất là khoai á. Ok. Ôi, con Onyx à? Nhìn giàu ấy. Lại dao khác. Đúng là Iron Man. Tiền nhiều. Tiền như nước lá. Kìa. Yeah. Tại sao lại đứng im? Rồi, sau lưng nữa đúng không? Nhìn được phát sau lưng đúng không? Phát sau lưng là ngon rồi. Phát sau lưng quá là thơm rồi. Rồi. Ơ, anh Yên. Anh Yên bị hạ mất tiêu rồi. Đây. Rồi nha. Hy vọng là được. Còn không? Còn không nhỉ? Từ từ nha. Rồi đi ở đây nha. Ra đây hỗ trợ bạn. Rồi 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 rồi. Chạy, chạy, chạy thế nào được. Không chạy được đâu bạn ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bắt kèo, bắt kèo, bắt kèo nha. Còn đâu nữa, à, con này. Này chắc là boss rồi đúng không? Được chưa nào? Ờ, ôi.
Thế mà không được sau lưng nhỉ? Không được sau lưng không ta? Đây này, góc này đẹp nha, góc này đẹp nha. Cái góc. Ok. Đứng này. Hay bạn ơi. Bắn hay bạn ơi. Còn con này ở đây này. Từ từ. Bình tĩnh nào. Đâu rồi? Đây đúng không? Đây. Đây bạn ơi. Anh à, một nhóc. Hai nhóc. Ok. Hay quá chứ còn gì nữa. Đây bạn ơi. Nhìn nhẹ. Tiếp tục. Đi ra đây nha, đi ra đằng sau nha. Đi ra đằng sau này nha. Đùa bình yên rồi ạ. Đùa. Ok kìa. Thế không điểm được điểm sau lưng kìa. Khá quá. 11 điểm chứ ít ỏi gì đâu. Được tận 2 điểm sau lưng này, ngon. Bàn PC chấp hết. Ok bạn ơi. Để xem trận này bạn Thú vị phết đấy. Không biết như nào đây. Em trận này bạn ấy đánh có hay không nha. Mình muốn xem thật sự là những cái bạn đặt tên như này thì các bạn ấy đánh như thế nào đấy. Trận này thua mình cũng đăng nha, mà thắng mình cũng đăng. Mình cày chay mà. Mình cày chay. Nên là đánh sòng phẳng nha. Rồi. Bạn này tính làm trò gì đây? Có cận chiến mình hay không? Trời ơi, đánh đi bạn ơi, thể hiện trình độ đi bạn ơi. Thể hiện cái trình độ đi bạn ơi, đừng có như thế. Mình đang tưởng bạn ý. Nào. Thôi. Bạn ý như này thì thôi vậy. Mình đang nghĩ xem bạn ý thể hiện trình độ như thế nào. Bị khóa chân này. Đến đây đâu. Tới được 1-2 viên gì đó. Tới được 1-2 viên. Bắn con này á. Dính nổi chút xíu ấy, không sao. Chơi đi bạn ơi, chơi thể hiện cái tên đi cái xem nào. Hắc Tâm à, bạn Tâm à. Bạn Tâm à. Rồi. Lần sau các bạn mà đặt tên kiểu vậy là phải chiến lên nhá. Các bạn cứ chiến lên cho mình, không phải ngại. Nha, các bạn không cái gì phải ngại hết á. Cái này bị dồn co cụm lại một chỗ rồi. Khó rồi. Đợi bên này lên thì mình công lên nha. Bên này mà cứ anh em này giàu gớm nha. Anh em này được của nói chứ. Rồi. Xong rồi. 1, 2, 3, 4 này thì giàu này. Được đấy bạn ơi. Một pha tấn công rất là chuẩn nha. Ôi không xong bạn rồi. Ôi nó bị ấy rồi. Thanh niên này giàu thế. Thanh niên này nó giàu dã man á. Các bạn Khắc Tâm với cả bạn fan PC này chơi cùng nhau đây. Đây rồi. Rồi đúng lúc có gión này ngon. Bạn đã bị dính gió bắn rồi. Còn mất hơn. Mất gần hết HP rồi. Bạn Khắc Tâm. Rồi không được rồi. Né ra nha, 50m là bắn mình khỏe lắm. 50m là bắn mình khỏe lắm. Rồi, tôi xác định thanh niên rồi. Rồi, thôi. Làm gì nhau bạn ơi. Rồi, xác định luôn nha. Bắn đi ạ. Orion. Một viên là say đắm này. Còn hai bạn Việt Nam thôi. Rồi, xong. Team mình các bạn nó khỏe quá. Team mình 3 thanh niên dân nạp à? Chắc team mình phải đến 3 thanh niên dân nạp đấy.
Quý đã bảo rồi mà. Rồi bạn fan PC MVP nha, thế cũng được rồi. À, mình xem hầm của bạn ấy chút xíu nha. Hầm cũng rất là ok đấy chứ. Rất là ok. Ở đây bạn cố cày mua con Agent là ngon bạn ơi. Thôi thì bỏ Airy đi. Thời đại này thì thôi, không cần chơi Airy nữa đâu. Mua Agent đi bạn ơi. Nhá, đừng nâng cấp con này nữa. Đầu tư mua Agent đi, chơi lên sao tím cho nó ngon. Rồi đầu tư lên combo bắn tiền nữa là vừa. Ừ, 22 à, Hắc Long. Làm tí cối á. Làm tí cối cho nó hơi khói cái. Quái nào tòi ra con Scorpion ở đâu ra. Nhìn nó bá cháy vậy. Rất nhầm rồi. Quên bấm con Paragon ấy. Quên bấm con Paragon. Thì có thanh niên nào ra chiếm con này không? Bạn Hắc Long. Rồi bạn Hắc Long lên là bay này. Này, này, này. Này. Đây đâu này. Cái thanh niên này. Bật kỹ năng lên cái này. Short các bạn ơi. Short các bạn ơi. Rất là nguy hiểm thanh niên này nhá. Này thanh niên này này. Nó bị hạ rồi ngon. Được đấy. Được đấy bạn Hắc Long ơi. Được của nó đấy. Hóa ra là bạn ấy bị mất con Aegis rồi. Từ từ xem mấy thanh niên này có nên chơi không. Mình cứ ẩn nấp cái đá nhá. Đây nó khiên lên rồi. Cứ ẩn nấp cái đá. Nó mà lên chiếm cột này thì mình mới ném nhá. Bình tĩnh thôi. Rồi. Bạn Long đang liên tục có những pha ném phóng đĩa hết sức là chất lượng. Bạn bên kia chạy cái khói. Đây. Cái thứ mình chờ đợi đây rồi. Rồi cái thứ mình chờ đợi đây nha. Nó mất tàn hình này. Ui. Hơi non nha. Hơi non. Tận này bạn Hắc Long bạn đánh gánh rồi. Thanh niên bên kia nghe có vẻ là. Rồi thanh niên này lại lên đây này. À thanh niên đi ra bên kia. Từ từ. À đây. À, đấy là con boss thôi. Thế một turn này có hạ được nó không nhỉ? Mình cũng không biết nữa. Bật kỹ năng lên coi. Được đấy. Được của nó đấy. Mình mất cột trung tâm rồi. Bạn Hắc Long bạn ấy có nhìn thấy cột trung tâm đang trắng không nhỉ? Bạn có thể bung cái khiên rồi chạy lên chiếm phát không nhỉ bạn ơi? Rồi. Thanh niên này. Này cái tội. Chạy nhanh ấy. Mình nên cứ từ từ nha. Cứ bình tĩnh thôi. Bên này sẽ lên chiếm này. Bên này sẽ lên chiếm cột trung tâm. Mình ném cho quả cuối này. To đầu này. Này đang thoáng này. Để ai biết ngay. Ôi thôi xong rồi. Bạn Hắc Long này cam cột trung tâm hay nha. Cam hay nha. Cam mấy thanh niên bên kia. Nãy giờ ăn no đạn mấy lần rồi đấy. Được quả con Aegis rất là trì trài nha. Rất là trì trài nha. Onyx. Cay. Rồi nha. Rồi nha, từ từ nha. Đây này. Con này nó lại. Con này nó chiếm này. Rồi, còn một chút xíu này. Được không các bạn ơi? Một con button nha. Từ từ mình cố kiếm một cái điểm hạ gục nữa nha. Cố kiếm một cái điểm nữa. Ôi thanh niên này. Rồi thì xác định luôn chứ còn cái gì nữa. Ui double kill luôn. Ok bạn ơi. Double kill luôn bạn ơi. Lên chiếm cô đi bạn ơi. Lên chiếm cột đi. Bạn chơi rất là hay nha. Rồi xoáy nó nhầm vào người mình rồi. Nó ở đâu. Ok bạn ơi. Thanh niên này. Tấn công đi bạn ơi. Chơi đi bạn ơi. Nó còn một thôi này, chơi đi. Ok. Núp này. Ok. Núp thế nào được? Núp về phòng đĩa hơi khó nha. Đi chiếm cột đi bạn Hắc Long ơi. Bạn đi chiếm cột đi bạn ơi.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ấy, ui dồi ôi. Thế mà nó vẫn ném được dính mình cơ. Thế này là không được nha. Rồi. Thành niên đen dã man. Vừa loi choi dò cái mặt dây gặp đúng con da phở ở đây. Nó khóa ta cái bản mặt lại không làm được gì. Này, này các bạn nhìn này, nhìn này. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. Phế này thì làm cái trò gì? Làm cái trò gì không biết. Thôi, win rồi đấy bạn ơi. Vẫn còn à? Thanh niên vẫn còn à? Thanh niên chỉ trài gớm nhờ. You have won the match. Ôi, lại gặp lại bạn Hắc Long này. Có duyên gớm nhờ. Cái này là hơi bị có duyên đấy. Hơi bị có duyên đấy bạn ơi. Có duyên không hề nhẹ nha. AFK. Sợ nhất là bạn ấy AFK. Bỏ mình một mình. Hey, thanh niên này. Thanh niên bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá. Hai thanh niên chui rúc rúc nhá, bắt được hai con gà nhá. Chui rúc rúc à. Rồi mọi người chạy, con kêu sót. Vừa lùi vừa bắn nhá. Con kêu sót á. Bình tĩnh nào. Chơi đi bạn ơi, chơi đi bạn ơi. Chơi đi bạn ơi. Các bạn chú ý nha, gặp mình thì cứ chơi đi. Đừng có mải mê like quá nhá. Gặp mình thì chơi đi. Nó kiểu thế này. Ok bạn ơi, bạn công đi. Tôi phía sau bạn đây rồi. Con này. Bắn được không? Ui, nó né rồi. Lên đầu bạn nhá. Ui dồi, cái gì đấy? Hoài gì? Sao góc này nó hơi ảo nhở? Nó có ảo quá không nhở? Từ xe nào. Như cái góc này nó đâu có thấy mình không? Ok nha. Bình tĩnh bạn ơi, cứ lên đi bạn ơi. Bạn có con nhện á, con nhện siêu pháo á. Nó bắn một cái nó to đầu đấy. Ok bạn ơi. Con nhện ấy. Ok. Con nhện ấy bạn ơi. Con nhện siêu pháo. Mình nói rồi mà. Con nhện siêu pháo kìa. À, nó rút lên kia kìa. Kìa, nó kê sẵn á. Rồi. Bắn đi nhện con này. Có con nhện con mà cứ đòi. Từ bắn đập nha. Bắn đập sau lưng nha. Ok. Được của nó đấy. Tiếp tục đứng đây cam quả quýt. À, nó ra đây. Nó ra đây nó chơi mình á. Mình không xuống đây được nha. Mình xuống đây không ổn đâu, mình đứng đây mình cam nó này. Nó sẽ đi ra đây này. Đây này. Nó đây này. Rồi nó hết đạn nha. Quăng cái kia này. Cái gì? Lắc đầu á. Ui dồi ôi. Cái thế quái nào? Lại là người quen. Hỏi chấm được chứ. Ai biết đâu là người quen. Đi đâu cũng gặp người quen này thì thanh niên này thấy vị trí của mình rồi. Nó chơi mình á. Nó chơi mình. Ui. Ê da. Từ sao chơi thanh niên này bây giờ. Phế nha. Ngon. Ôi. Trận này khó rồi. Bạn Hắc Long lại cân 2 rồi. Mặt kia này lại không ấy nè. Để sao để mình lấy con kia bây giờ nhỉ? Đây này, nó thấy mình rồi đấy. Rồi nha, nó rơi xuống đây là nó xác định rồi. Ok, tôi nhìn khá là cay. Bạn có nhường mình cái cột này không? Bạn nhường mình cái cột này không? Bạn không nhường à? Thôi mình cứ đứng đây nhá. Bạn không nhường gì thôi vậy.
Bạn không nhường gì thôi vậy. Bạn không nhường gì thôi. Nhìn lại ra đây đấy. Từ từ nhá, mình phải đi ra đây cái đã. Thanh niên đang đứng trên đầu mình này. Thanh niên này nha. Thuế này, làm gì bạn ơi, làm gì? Làm gì? Làm gì? Bạn cứ làm ra làm do mày. Ôi, rồi đừng bắn nữa bạn ơi. Bạn này rất quyết, bạn ấy không chịu đi ra cái cột này ạ. Thôi thì bạn nhất quyết không chịu đi ra thôi vậy. Người thuế cái này cái đã. Bạn đi ra đi cho mình bắn cái này cái đã bạn ơi. Ơ, cái thì quái nào? Cái thế quái nào? Chừng ý sát thương vào nó. Nó có liềm à? Nó có liềm à? Ok, mình xong rồi nha. Mình xong cái nhiệm vụ. Rồi mình xong rồi nha. Nhận thôi các bạn ơi. Nãy mình mới để ý là cái bạn trận cuối con Sentinel bạn đã lắc đầu mình, bạn ấy trong clan PC ạ. Nãy nhìn mới ra là clan đầu PC, bảo quái lạ. Lại lắc đầu. Chơi làm nhiệm vụ toàn gặp người quen này. Khổ thế. Mình quay cho nó hết thôi. Có đồng nào quay hết luôn các bạn ơi. Ây. Thôi không sao, kiểu gì mình cũng được con phi công này, không phải sợ. Cứ làm đều nhiệm vụ là được thôi. Nhận tiếp ở đây nha. Đấy, chơi một nhiệm vụ nó được hai luôn các bạn ơi. Game căn bản nó là như vậy. Rồi 70 rồi. Còn 30 điểm nữa. Hãy là người đầu tiên chiếm cứ điểm trung tâm 7 lần và thắng 7 trận chiến liên tiếp. Rồi. Cái này chắc là để thắng 7 trận liên tiếp. Có cần làm video nữa không nhỉ? Hello mọi người, tiếp tục mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong cái chuỗi hành trình cày nhiệm vụ nhé. Ở đây trong video này mình muốn nói về hai cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất là chiếm cứ điểm trung tâm đầu tiên 7 lần. Cái thứ hai là thắng 7 trận liên tiếp. Ở đây thì mình sẽ nói về cái này đầu tiên nhé. Chiếm cứ điểm trung tâm 7 lần nhé. Rồi ok, mình hướng dẫn các bạn cực kỳ là nhanh này. Hướng dẫn cực kỳ là nhanh nhé. Các bạn ra con chạy nhanh nhất. Lời khuyên đây là Killshot, Slingshot hoặc là Paragon. Tìm chọn cứ điểm trung tâm. Cái trung tâm chính là cái ở giữa bản đồ nhá. Ở đây cụ thể là điểm D, à điểm C. Rồi, cố lên. Lên trên này nhá. Rồi, cố chiếm xong nhá. Cố chiếm xong nè. Ok, đã được, đã hoàn thành nhiệm vụ nhá. Sau khi mà chiếm xong như này, để hoàn thành nhanh thì các bạn có thể là đi ra cho đối phương bắn hạ luôn để các bạn thoát trận cho nhanh nhé. Nhưng ở đây mình có thể thấy là team đang khá là đông nên làm cái điều đó thì nó sẽ không được. Nói chung nó sẽ là một người chơi xấu tính các bạn ạ, nên là mình không chơi theo kiểu ấy nhá. Ok, con này nó bắn rồi, mình cứ gọi là mạnh dạn lên chơi nó thôi. Đây này, có con trên đầu này nhá. Hỗ trợ đồng đội. Rồi, con này nó chưa nhìn thấy mình nhá. Con này nó chưa nhìn thấy mình, ok. Tiếp tục, con này nó bắn phóng lao phá xoáy, phóng lao phá xoáy, ok. Một pha tấn công hết, không sao cả. Bên này rất là giàu nhá. Một pha tấn công rất là mãn nhãn của mình. Các bạn đừng có bảo là, ôi, em biết làm rồi, nhưng mà trận đấu thì nó vẫn còn nhiều thứ thú vị lắm các bạn ơi. Trận đấu luôn luôn có những cái thứ thú vị nhá. Chứ không chỉ đơn giản là mình hướng dẫn rồi các bạn biết rồi thì thôi, các bạn chưa biết thì mới xem. Rất nhiều thứ thú vị nha. Khỏe không? Các bạn thấy khỏe không? Khỏe không? Khỏe nhờ. Nên là mọi người cứ bình tĩnh. Thanh niên này, ngáo ngơ trên cành bơ này. Rồi nha, nó hết đạn chưa? Rồi các bạn ơi, thấy chưa? Này thì bắn này. Khóc hết luôn chứ còn gì nữa. Các bạn thấy ok không? Các bạn thấy ok không? Thanh niên Scorpion này có cho tiền, không dám vào đây luôn á. Cho tiền luôn nhá. Từ từ, được không? Ui, nhanh, chạy lên, áp sát nó luôn. Đừng để cho nó lên nhá. Từ, đứng đây cái đã. Ok. Cay thế. Khá là cay nhở. Khá là cay trong cái trường hợp này. Rồi, ra quả cam của mình để mình sốc nhá. Ra quả cam của mình sốc nhá. Đi rồi.
Đi đây. Yên tâm chưa? Một nhổ này, hai nhổ này. Tiếp tục. Ba chục, ba chục, ba chục. Ôi chưa được, chưa được. Ôi con nào đấy? Ôi cái con Redeemer này ạ. Con này nó vừa hạ mình một lần xong. Con này là người chơi, không phải boss đâu các bạn ơi. Rồi nó chạy lên đây rồi. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Khá là khó chơi nhá. Gặp mấy con này khó chơi á, chứ không đùa đâu. Mấy con khỉ này khá là khó chơi đấy. Rồi ok. Nó khá là lắt léo với mình nhá. Rồi anh bạn này sau lưng nhỉ? Sau lưng nè. Team này khả năng cao là thua rồi. Khả năng cao là thua rồi. Thanh niên cuối bắn chán ấy. Thanh niên cuối bắn chán ấy. Đằng sau mình có nhá. Được. Mình dạy các bạn này. Mình dạy các bạn này. Ui. Không sao. Thanh niên này gà. Này thì bắn này. Chết trọng lực nha. Đi xuống nha. Đi xuống nha. Đi xuống. Dồn đi, dồn đi, dồn đi, dồn đi, dồn đi, dồn đi, dồn đi. Ném kia ra này. Làm gì nhau? Làm gì nhau? Chạy dí à? Dí này, dí này, dí này, dí này, dí này, dí này. Đòi chơi. Chấp cái thanh niên tìm mình phế luôn á. Chấp luôn các bạn ơi. Ok. Cái quái nào? Thật kèo à? Còn mình thanh niên này thôi. Phải không ta? Rồi pha lật kèo khá là hay từ mình nha, từ từ này. Đằng sau mình kiểu gì khó mình chui rồi. Đi vào đây nha. Từ đi vào đây nha. Đây 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 đây. Từ từ nha. Nomad à? Nó là con Nomad à? Từ từ nó nhìn thấy mình chưa? Nó chưa thấy mình nhá. Chưa thấy nè, chưa thấy, chưa thấy, chưa thấy thì bây giờ thấy nha. Ây da, hay quá nhở. Ôi nhưng mà vẫn thua rồi. Không lật kèo được. Chán dã man. Thanh niên tìm mình chơi chán thế chứ nhỉ. Này các bạn nhìn này. Một mình cân 3 luôn á. Thanh niên này không bằng con boss. Không bằng con boss. Đấy mình đã được một cái cứ điểm rồi đây này. Một cái cứ điểm rồi nha. Tiếp tục nha. Rồi. Tiên đế à, lại team 2 tiếp. Mình thì chơi rất là fair play, rất là có tính đồng đội. Ấy vậy mà gặp toàn đồng đội chả ra đâu ở với đâu cả. 5-4-3-2-1 mình chiếm cái cứ điểm trung tâm nhé. 5-4-3-2-1 chạy nhanh. Rồi. Xem tiên đế chơi thế nào. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da. Thôi thôi thôi. Nhé là xong này mình đi về được rồi đấy. Nhưng mà vì đồng đội nên là tôi ở lại á. Bạn nhìn này, nhìn này, nên làm gì đây? Ok. Ui dồi ôi, quá là mẫu mực luôn. Quá là mẫu mực. Tiếp tục, tiếp tục. Đây nha, đây nha. Đợi thanh niên. Ok. Cái này dùng gì đây? Thôi bạn tiên đế. Bạn tiên đế ơi. Hỏi thì không phải chứ. Này, một phát dí nha. Bạn có chơi không đây? À, bạn đi chơi các bạn ơi. Ui thì bạn ui. Bạn chơi à? Thì mình lại hoan hỉ quá nhờ. Cứ thế cho nó thoải mái nhá. Mình ra bệ pháo nhá. Cứ thế cho nó thoải mái, cho nó dễ chịu. Nhiều lúc nó cũng hơi khó xử các bạn ạ. Cứ thế này cho nó thoải mái nhá. Rồi, rồi, rồi. Ok. Bạn nghe đây rồi. Từ từ nha. Thì nghe clip. Bắn cái gì? Tàng hình mày ngon á. Này, này, này. Ok. Tầm này khá là gần này. Bắn xem nào. Người nó boss đây. Vừa đang có phá băng giã của người mình nhá. Đây này, còn đây này. Băng kia ra đây cho nó fan nha. Ok bạn ơi. Công lên bạn ơi. Ở đây vẫn còn này. Cái thế quái nào? Cái thế quái nào? Để bạn tiên đế bạn ấy chạy như thế này này. Rồi xác định nha bạn ơi. Xác định. Rồi thả min đi. Chưa rồi. Min đi. Min
mìn thì đánh giá là hơi phế nhá. Đánh giá quả mìn là không có tính toán nhiều nhá. Đây, thanh niên này đi ra đây này. Đi ra đây không? Mình sẽ cầm đây nhá. Ôi, đừng ném thế. Cố lên đây chút xíu rồi ném mìn bạn ơi. Bạn ném thế thì làm ăn được cái gì đâu. Cố lên đây chút xíu rồi ném mìn nhá. Ôi, thiếu nhỉ. Đúng rồi, đúng rồi. Thế chứ. Cẩn thận bị bọc hậu nha. Mình phải ra đây lo cái cột trung tâm này cái đã. Đúng lúc là hết đạn là ngon. Ở đây có đúng không? Tiên đế đang ra đây đúng không? Phải không? Bạn tiên đế đâu rồi? Ô, bạn tiên đế bị hạ rồi à? Từ từ nha. Được rồi, tinh tích nào. Nó đang có kỹ năng. Bắn ra đây, bắn. Rồi, con Seeker mình đúng lúc mình hết đạn. Làm gì nhau? Con Seeker gà, con này Seeker quá là gà luôn. Mình không bắn nó nha, mình đợi cho nó tấn công lần nữa để mình chơi nó. Thế nó mới hay các bạn ạ. Thế nó mới hay nha. Từ từ nha. Không được rồi. Tí đạn quá. Không được, không ổn rồi. Và bị ép những cái gì không đâu á. Con Seeker, mình phải lên lại để chơi. Chơi kèo con Seeker mới được. Mình phải lên chơi lại cái kèo con Seeker nhá. Đâu rồi, con Seeker đâu rồi. Và mình nghĩ mình chơi bạn tiền đế này đây. Ok. Đi chiếm cái này nhá. Con Seeker nó về thì mình bắn nó này. Ok. Con Seeker này khá là ngáo các bạn ạ. Ôi giời, con Seeker này vứt. Con Seeker này vứt nhá. Không đáng làm đối thủ của mình đâu. Ok bạn ơi. Đây bạn ơi, bạn dùng Guardian đúng không? Mình không tại gần bạn đâu. Rồi. Biết ngay là một con Guardian mà. 394 nói chung là win rồi. Hello bạn nhỏ. Ui. Không đủ sát thương ạ. Hai điểm rồi nhá. Rồi, tiếp tục nhá. Ô, trận này lại 2v2 à? Trận này thì cột trung tâm là cột C nha các bạn nha. Cột C nha. Đi ra đây này. Đó. Đi đường này cho nó ngắn nhá. Đi luôn này. Ok. Anh em kia có nhìn thấy mình thì cũng kệ. Chả làm được gì mình hết á. Rồi, ra đây một chút xíu nha. Tuy là liều lĩnh nhưng mà... Ui... Ờ, thiệt chứ. Núp. À, thanh niên. Bạn ơi. Con tên gu đâu rồi? Tên ok. Ui, hóa ra dây phở đây ạ. Ok, được của nó đấy. Bạn lại cứ đùa rồi. Bạn lại cứ đùa với chúng tôi rồi. Bây giờ mình đứng đây mình nhổ cho thì... Từ ra đây mình nhổ nhá. Mình ra đây mình nhổ này. Này. Một này. Hai này. Úi dồi. Sợ xanh mắt cóc luôn. Con gì đấy. Ra đây. Rồi. Hay. Eclipse hay nhá. Ok. Không xong rồi. Ra dí tận nơi. Dí. Ok. Tiếp tục. Đi về đây nhá. Một phát sau lưng này, không cần kỹ năng. Tiết kiệm kỹ năng nha. Hai phát này, ok. Ui xà, lực quá nhỏ. Đừng có đùa. Thanh niên đứng đây này. Thanh niên này còn dám lên không? Ô, được của nó đấy. Rồi, thôi xong rồi. Thanh niên xác định. Hai chục này. Khiên đâu Asia? Hay lắm. Quả khiên lởm thế. Quả khiên này thì... Thì làm ăn cái gì? Thôi mình đi xuống đây. Nó phế mình rồi, đi xuống đây nhanh. Quỳ quay đúng cái lưng lại, chạy chậm quá. Lại dính pháo băng nữa. Không làm được cái gì hết á. Ra phơ đi. Chơi ngon các bạn ơi. 30m là chơi được rồi. Này mình thì chơi này. Đá tay thật các bạn ạ. Nó quá là đá tay luôn á. Rồi từ từ. Chuyển đâu Richard ơi. Này kèo khống chế này. Chạy lại. Này thì khống chế này. Thua kèo rồi bạn ơi. Nhưng mà mình bị nổ đau quá. Cái con này nó
Nó thừa nước đục, nó thả tô, nó bắn mình đau. Ê, chú nè. Chim ơi. Con keo nó nắng quá. Hoàn keo nó dán ở mồm cái này đi. Làm ăn được cái nỗi gì. Rồi, đợi nó nổ nhá. Lật keo được, lật keo được. Con này nó bắn tỉa này. Ây à. Nó là bực mình nhá. Ok. Nhanh nhanh nào. Lật keo, lật keo. Lật keo. Ây da. Mình cứ tưởng nó bắn anh bạn kia rồi á. Khó chịu thiệt chứ. Thôi còn một mình nó thôi. Từ từ nhá, từ từ nhá. Mình phải né được này. Bắn chưa? Đã bắn chưa? Rồi nó bắn rồi nhá. Rồi nó lên nó bắn là nó. Này này thì xác định này. Chắc có mình bạn hay. Chắc có mình bạn biết chơi game. Chắc có vậy á. Thanh niên ấy khẩu nhiều sao này bắn nó cũng rất là đã tay. So với những cái mức sao mình đang có thì thanh niên ấy rõ ràng đồ ngon hơn nhiều. Nhưng mà nói chung là ngon thì nó cũng đến vậy thôi bạn ơi. Mình dình nhá, mình dình nhá. Các bạn ơi phải chơi kiểu này nhá. Đợi nó hạ con nên trở này nha. Xong nó ra đây nó chiếm cột. Đấy, chơi nó bị tinh quái thế cơ. Đấy, cứ cho nó bắn no say đi. Ôi. Ok. Đường này 3 rồi này. Không biết lại có thắng được 7 trận liên tiếp không nhỉ. Thắng được thì lại được video hay quá. Tiếp tục cái bản đồ sa mạc tiếp này nhá. Lại team 2 này. VIP à, VIP à. Tiếp tục màn 2 cảnh 1 được không đây. Đi ở đây nhá. Đoạn này phải đợi kỹ năng cái nó không bị bắn nhá. Từ từ này, đoạn này phải đợi kỹ năng cái đã cho nó chắc ăn nhá. Đó. Thôi đừng có nóng vội. Cột D vẫn chưa có nào ra đây đâu. Đây này, đây này, đây này. Bình tĩnh nha. Xong rồi đi về. Đi về cái đã cho nó chắc ăn. À, Lancer à. Đây ngon này, ngon này, ngon này. Chỗ này rất là ngon này. Thôi mình đi xuống đây được nhá. Mình đi xuống đây thôi được thôi. Bình tĩnh nha. Rồi, đây này, đây này. Con này minigun không sợ nhá, minigun không sợ nhá. Rồi. Có dấu ấn. Fail mình quá. Như này bắn tỉa cái gì đó ấy. Không biết này như nào. Ở bên này công lên khá là cao, mình có nên lên không nhỉ? Bình tĩnh thôi các bạn ơi. Đây này. Thôi này. Hay bạn ơi. Tiếp tục nha, ok. Rồi, đợi nó yếu yếu sang lên nhá. Ngon, vừa đi về. Game nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Được nhá, được của nó đấy. Đồng đội của mình khét quá nhở. Đồng đội của mình khét lẹt đấy. Ok. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nhá. Bình tĩnh channel nhá. Bình tĩnh channel nhá. Đâu nữa rồi. Thì mình đang chiếm được rất là nhiều cột nha. Đợi nó hết đạn, nó hết đạn chưa? Nó hết đạn chưa? Rồi súng. Nó hết đạn rồi. Nó hết đạn rồi. Hay quá nhờ, trận này hay quá nhờ. Trận này hay quá nhờ. Đấy mình nói rồi, Orion siêu pháo nó khỏe lắm. Nó khỏe lắm, nó khỏe lắm các bạn ơi. Nó khỏe như này này. Nó khỏe như này này. Anh bạn. Ôi sao mình bị đứng điện đấy. Ôi. Con gì á, đi về đây nhá. Rồi nhá. Ô, lại bị đứng điện tiếp này. Nói nó vẫn kịp chơi mình à. Con kill shot trong trận này của mình rất là lả lướt luôn. Rồi rồi rồi, nó khống chế rồi nha. Nó bắn hết đạn rồi nha. Nó khống chế, nó bắn hết đạn rồi nha. Được của nó đấy bạn ơi. Lả lướt. Lả lướt channel. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục nha. Ngon ngon ngon, khống chế khống chế. Khống chế. Rồi này thì trận này hay thật đấy. Trận này con kill shot quá là lả lướt luôn. Ui. Tiếp tục là trận thắng liên tiếp nha. 3 trận thắng liên tiếp rồi. Ôi. Cái bản đồ này cột trung tâm rất là nguy hiểm nha. Cái bản đồ này cột trung tâm cực kỳ là nguy hiểm luôn á. Cố lên, cố lên. Tại vì cái bản đồ này cái cột trung tâm đi phát này nó ra rồi. Đây này, cái bọn này nó đi phát đến đây nó ra rồi.
Đấy đấy đấy, đấy mình nói rồi mà. Mình nói rồi mà. Phải tông nó nhá, phải tông nó nhá. Mình nghĩ một con kêu sót thì nó nhiều sao á. Rồi né, đấy mình nói rồi, rất là nguy hiểm ở cái cô này nhá. Đấy mà. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, may quá, cái bản đồ này chiếm cái cột trung tâm này nè. Là ui rồi, không sao, mình cũng thành công rồi. Bây giờ còn lại là cố mà win nhá. Cố mà win thôi. Còn lại là phải cố mà win. Mình có nên đi ra đây không nhỉ? Thì ở đây đi, cùng chế hai thanh niên này nhá. Có được hay không đây? Ở bên tâm ra đây nhìn phát à. Ok, ok, cái đấy quái nào. Không đủ sát thương rồi. Không đủ sát thương rồi. Không đủ sát thương. Gặp lại Asia thì không đủ sát thương. Có phép rồi đấy. Ok. Rồi. Bây giờ phải ép lại cái cột trung tâm này nhá. Vấn đề là phải ép lại được cái cột trung tâm này. Này đi kệ nó nhá. Mình phải ra đây mình ép lại được cái cột trung tâm này cái đã. Ô này con sát đâu này? Con sát đâu này? Ngon. Con sát nhá. Đây này, đây này, đây này, đây này, đây này. Rồi. Hay á, ép luôn, ép luôn. Ở nhà bị chiếm mất tiêu rồi. Lên đây nhá. Ok, ok. Cái thế quái nào, cái thế quái, cái thế quái, cái thế quái nào thanh niên. Thanh niên lom da lom do mà. Sợ thật. Thanh niên. Quay đây nha. Giữ được con Agent này là win à. Ok, 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 bình tĩnh nào. Bình tĩnh nha. Quăng cái khiên ra đây cả rồi chơi này. Rồi không đây. Rồi nha, đi về. Cửa win đang rất là cao nha. Ui, anh bạn ơi, đừng để nó bắn như vậy. Tôi ra đây. Tôi ra đây anh bạn ơi. Rồi, bình tĩnh nào. Rất là khó chịu nha. Rất là khó chịu trong những cái con kiểu này á. Con chiên là chắc ăn nè. Nó hết chưa? Ok. Đó, xử lý bình tĩnh thôi. Là lại hơn keo liền. Các bạn thấy không? Anh bạn bên này thì sát thương cao hơn mình, nhưng mà điểm số thì thấp hơn mình. Rồi. Được của nó. Bốn trận liên tiếp win rồi nha. Lại là một trận 2v2 nữa. Tiếp tục thôi. Bản đồ này cũng là một bản đồ khó nhá. Mình nên đi ở đây, tại vì mặt mình hướng ra đây trước này. Mặt mình hướng đây nên mình lên đây trước nhá. Rồi, cố lên. Chỗ này lên phá xoáy nó bắn một cái là mệt luôn á. Phá xoáy nó nhằm một cái này. Mình sợ phá xoáy lắm. Đẩy biết ngay mà nó nhằm vào người mình rồi. Được chưa? Rồi, được rồi nhá. Rồi, ra đi cũng đã được. Không sao cả. Vậy, ui rồi 6 sao full luôn ạ. Thanh niên này nghi ngờ ha. Thanh niên này mình hơi nghi ngờ nhá. Ok. Ai cho. Không thể cho những con này chơi này được. Rồi, né được một khẩu này. Đi về luôn nhá. Đi về luôn nhá. Ok. Mình phải đứng lên mình canh nhá. Bạn này không về, anh bạn này không về đâu, nào ném cho to đầu ấy. Đi về nhanh. Đi về nhanh còn kịp bạn ơi. Mình lên mình buông khiên tiếp này. Con này ra mình bắn này. Đó, thủ được như này thì được win nha. Đấy, các bạn đừng cố lên cao. Ở những cái bản đồ này, nếu mà đã kiểm soát được cột trung tâm thì cứ đứng đây thủ cho mình. Đặc biệt là có Agent này thì thủ rất là ngon luôn. Thủ rất là ngon nha. Đấy, nó không dám lên đâu. Nó không dám lên đâu. Lên cao nha anh bạn này, không nên. Đừng có cố. Bắn được là hay đấy, nhưng mà không bắn được thì rất là mệt nha. Đây là tiếp tục nó đẩy lên này. Cứ đứng ở đây thủ là được mà. Ok, mình sẽ đứng đây bọc hộ cho anh bạn này sau lưng nhá. Rồi, bạn ơi, bạn có thấy không? Bạn có thấy không? Rồi, bạn không thấy thì thôi vậy. Nó dí ở mông nó bắn bạn thì bạn đừng kêu nhá. Ok. Đấy, tiếp tục này. Rồi, một con pan thôi nha. Mình chưa có khiên, chưa có hàng rào. Thôi, từ, may không bị làm chậm nhá. May không bị dính là chậm rồi. Quả khiên được của nó đấy. Từ, bung khiên ra. Bung khiên ra, đúng rồi. Này thì Panther với chúng tôi này. Rồi được đấy, được của nó đấy, không chế rồi. Vẫn còn hàng rào, hết hàng rào rồi. Bình tĩnh nha. Bình tĩnh.
Nếu mà win được tiếp nữa thì ngon. Bình tĩnh nào. Đấy, rất là bình tĩnh nhá. Bình tĩnh tự thiên chiến thắng. Mình sẽ công lên đây nhá. Bên này nó công lên đây luôn này. Vẫn còn phá xoáy à. Không được rồi, chạy thôi. Nó đi đến. Rồi. Ui. Công lên đúng là sai lầm. Nên công lên các bạn ơi. Cứ đứng ở nhà bắn cho nó ngon. Cứ đứng ở nhà bắn cho nó ngon chứ còn cái gì nữa. Mắc mớ gì phải công lên đúng không? Này này. Con này nó vẫn còn phá xoáy nè. Chơi lì thật. Rất là chơi lì nhá. Mình đứng đây mình né phá xoáy nó không thì rất là mệt. Rồi. 1, 2. Ôi, bị phải rồi. Cái gì cơ? Nhóc. Nhóc này. Bé bằng cái tí mà đòi solo với con to chả bá vậy á. Bạn ơi, bạn có hiểu là cái vấn đề bạn đang gặp phải là gì không? Từ từ đứng đây nha, phải đứng đây thôi các bạn ơi. Kéo cái màn hình ra đây. Con đang chiếm cột này mất rồi, có hạ được nó hay không đấy? Nó cầm inbox gắn mới đau chứ nhỉ. Nó cầm inbox gắn mới đau chứ nhỉ, 83 rồi, cố lên. Trận này hơi khó nhá. 83 rồi. Từ từ nó không lại. Đừng để mất cái cột trung tâm. 91 rồi. Bình tĩnh nào, 91-92 rồi. Rồi, con này xuống này, dã đi. Kìa, dã đi đâu đấy? Ôi, không được rồi. Ui. Không được, mình đang bị lộ tầm nhìn rồi. Phải đợi nó quay lưng lại, khống chế nhá. Phải đợi nó quay lưng. Ui, thắng rồi, ngon. Lại thắng tiếp rồi. Lại tiếp tục chuỗi thắng nha. 5 trận thắng liên tiếp rồi, 6 cái cột trung tâm rồi các bạn ơi. Rồi, cố lên nào. VN. Rồi, trận này phải bắn hết nhá. Trận này mình đang chuỗi thắng rồi, mình không thể nào không bắn hết được. Bạn VN kia như thế nào thì mình trận này mình bắn hết nhá. Trận này mình không thể gọi là lắc đầu được đâu. Trận này mình phải bắn hết. Trận này phải bắn hết nhá. Bất kỳ ai đến cái cột trung tâm này là mình bắn hết. Không có sự khoan nhượng trong trận này nhá. Mình đang chuỗi tháng 5 rồi. Không thể nào như vậy được. Đứng ở đây rình mò cái xem nào. Lên đây cái nha. Rồi, ngon. Có pháo xoáy thì mình chạy nhá. Mình gây nhiễu thôi. À, xong chạy nhá. Đừng có cố. Bên kia là ra hết rồi đấy, nói rồi, đừng có cố. Úi rồi, mất con tiêu sót à, may quá. Đứng ở đây cho nó thấy nó ra nó chơi mình nhá. Gây nhiễu thôi các bạn ơi. Gây nhiễu thôi. Rồi mà bạn đừng ra đây, bạn ra đây mình bắn đó. Đừng có ra đây nha. Mình đang làm nhiệm vụ á, đừng có ra đây bạn ơi. Con gì á? À, con Orion các bạn ạ. Này nguy hiểm nhá. Nào, đừng có đi ra đây nha. Bạn VN nha. Ok. Không được. Trên này cũng có này. Không được rồi, không ra được nha. Hoàn cảnh này mình không... Ở đây có một con đúng không? Biết ngay. Từ, nó cầm minigun, mình có cơ hội. Nó còn xoay nòng. Ui. Hơi khó nha. Cái góc này thì hơi khó chút xíu. Phải lôi Aegis ra thôi. Phải lôi Aegis ra để thủ cái cột trung tâm nha. Rồi. Phải thủ cái cột trung tâm nha. Bạn này à, bắn ấy à. Từ, ra là mình phải bắn liền á. Cố ra cái cột này nha. Đứng đây quan sát hai hướng này. Con nào ra 5 lê là mình phải. Rồi nhá. Bắn luôn nha. Bắn luôn con này khống chế này. Chui xuống đây cái đã. Bình tĩnh này, trên đầu có nhiều này. Xuống đây là bắn nha. Quá nhìn. Ok, thế quái nào. Khiên, đi vào khiên. May quá, bạn này bạn không bắn mình ạ. Khổ quá chứ nhỉ. Bạn ấy không bắn mình. Bạn ấy không bắn mình mới khổ. Đau. Bạn ấy không bắn mình thôi thì cảm ơn bạn nhá.
Vậy thì mình cảm ơn bạn nhá. Không biết gì hơn cảm ơn bạn vậy. Chứ không biết làm thế nào cả. Ui, mày thế. Đứng đây thôi, đứng đây. Bạn đừng có chiếm cột của mình nhá. Làm ơn đừng chiếm cột của mình đang chuỗi năm rồi. Làm ơn mình. Bình tĩnh nào. Con này. Bình tĩnh nha. Ô, ngon. Được. Cảm ơn bạn VN nha. Đừng có chiếm cột của mình nha. Mình khóc đấy. Bắt đầu thôi, cho xong rồi. Ui. Đen thế nhỉ. Đồng đội đang đứng ở nhà bắn ư? Này thì đồng đội vẫn đang đứng ở nhà bắn. Ok, đồng đội ơi. Rồi, đồng đội hay nha. Con này. Ui, cái con Puma này nó vẫn tiếp tục nó chơi mình ạ. Mình có chịu được một lần bắn của nó nữa không? Ui, vẫn chịu được nha. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một con breakout để tôi có thể chịu được những trận đòn roi từ con Puma. Rồi, cố lên bạn ơi. Rồi nha, cái con Puma kìa cứ đợi mình đấy. Bạn ơi, bạn có thể cho mình xin cái cột này không? Bạn... Ê da. Ừ, nào, đừng chiếm bạn ơi, đừng có chiếm cột của mình. Bạn ơi, đừng có chiếm cột. 98 rồi. 99. Nào, cố lên. Rồi, 100. 100. Ui dồi, sợ thật. Mình bắn con Puma này nhá. Ok, win rồi các bạn ơi. Thật à. Cảm ơn bạn VNVN nhá. Cảm ơn bạn VN. Arento. Ok, 7 trận rồi nhá. Đây, còn một trận nữa thôi các bạn ơi. Một trận nữa phải win nhá. Một trận nữa phải win, không là công sức đổ xong đổ bể hết á. Nó vẫn nhìn thấy mình á. Đứng đây xem nào, có con nào spawn ở đây không? Ở đây, nó đây. Khuế này, ôi, xác định luôn nha. Tại đi đâu, ném nãy giờ hơi khó chịu nha, con Orion. Rồi, nó thay robot rồi nha. Nó thay robot rồi á. Các bạn, đây nha. Còn một con nữa đúng không? Rồi. Cái thanh niên kia vẫn đứng ở nhà ném pháo xoáy ạ. Vẫn đứng mặt úp vào tường để ném pháo xoáy ạ. Thanh niên này thế này thì win cái quái nào được. Vẫn đứng ở nhà từ nãy giờ úp mặt vào tường để ném pháo xoáy. Rồi. Không làm được cái gì, nó đứng ngay sau lưng người cái kia. Trời ơi. Vẫn cứ pháo xoáy thôi. Vừa xử rồi còn đâu nữa. Để xem thanh niên này làm cái trò gì không biết chứ nhỉ. Mất tầm nhìn rồi. Nó vẫn còn hai con. Được rồi các bạn ơi, rất tiếc trận cuối của mình thua rồi. Chán dã man. Trận cuối mình thua mất rồi. Sau đây thì mình hướng dẫn các bạn làm theo mẹo nhá. Đen thật đấy, 6 trận rồi là trận cuối. Gặp đồng đội chả đi chiếm cái quái gì cả. Đáng nhẽ trận cuối mình nên chơi 2v2 thì hơn nhỉ. Tại vì mình xong cái nhiệm vụ chiếm cứ điểm này rồi. Việc quái gì mình vẫn phải chơi chiếm cứ điểm nữa. Quá là chán luôn. Rồi, sau đây thì mình hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ win 7 trận liên tiếp nhá. 7 trận liên tiếp luôn này. Rồi các bạn vào 2v2 nhá. Ờ, có người rồi. Thế này thì... Thanh niên này là người hambot đấy. Thanh niên đồng đội mình là người hambot đấy. Là người các bạn ạ, không thoát được. Nếu mà tình cảnh các bạn gặp là tất cả đều là bot ấy thì các bạn chơi sẽ dễ thắng hơn. Nếu mà gặp toàn là bot thì không, ý là nếu mà 1v1 ấy thì các bạn có thể thoát. Bạn Huy này lại lắc đầu rồi. Khó cho mình ghê nên gặp toàn các bạn ấy lắc đầu thôi. Thanh niên này làm cái trò gì đây? Làm trò gì đây bạn ơi? Bạn đâm đầu vào một con breakout thì có biết là điều tốt hay không? Ê, khó quá nhờ. Rồi.
mình ấy cho nó bắn nhá. Mình đứng giả bộ cho nó bắn này. Mình đứng giả bộ cho nó bắn này. Bắn này. Ui, bạn đền đấy. Mình đền dã man luôn. Rồi. Ui, hay nha. Hay nha đồng chí ơi. Đồng chí hay nha. Rồi, con ấy kia. Đúng rồi, chạy đi. Chạy đi bạn ơi. À, một con brick house nữa. Bạn này bạn ý thử xem nào. Mình nghĩ là mình sẽ ra đây mình chơi con brick house này. Đây, nhường đường bạn ơi. Rồi, nhường đường cho tôi bạn ơi. Nhường đường cho tôi bạn ơi. Bạn nhường đường cho tôi bạn ơi. Bạn nhường đường cho tôi bạn ơi. Ôi giời ơi. Mình vẫn cay cái trận 6 trận cứ điểm vừa rồi á. Ôi siêu pháo nhá. Nó cầm siêu pháo á. Này thanh niên. Ui. Video này không biết là bao nhiêu tiếng đây. Thật sự là quá là mệt mỏi. Quá là mệt mỏi luôn các bạn ạ. Tự nhiên được 7 trận ngon lành rồi thì đúng cái trận cuối thì nó thua. Tất nhiên cái mục đích ban đầu của mình là chiếm cứ điểm. Mình biết mục đích ban đầu của mình là chiếm cứ điểm. Nhưng mà chiếm thì nó thắng được 6 trận liên tiếp ấy thì cũng ham. Nên thua trận cuối nó khá là cay. Dù gì thì mình cũng phải hướng dẫn các bạn về cái nhiệm vụ này mà. 1 này, 2 này, nhồn. Niên. Thì các bạn chơi á, thì mọi người vào các bạn gặp đối phương là người chơi á. Gặp là người chơi à, tên clan màu vàng ấy kìa. Thì các bạn có thể thoát luôn. Nhưng mà thoát luôn thì nếu mà trong team có đồng đội á thì các bạn có hai sự lựa chọn, một là thoát, hai là rồi bạn này lắc đầu cho bạn Việt Nam, nhưng mà bạn Việt Nam không quan tâm. Rồi 1 2 3 4 này đòi chơi với bột phá không có cửa đâu bạn ơi. Thì nếu mà đồng đội chúng ta cũng là một người chơi ấy, thì việc thoát trận nó sẽ khá là có lỗi, nhưng mà các bạn là người chơi tự do thì thôi các bạn tùy nhá. Tùy các bạn ơi. Người chơi tự do thì các bạn tùy nhá. Mình rình mình phải chơi thanh niên này nhá. Rình mò. Ôi xong rồi. Rồi, thanh niên này xả đạn và dùng kỹ năng. Bạn lại cứ thế rồi. Rồi xong. Ôi siêu pháo nhá. Nó cầm siêu pháo đấy bạn ơi. Nấp ngay mà luôn. Nó cầm siêu pháo ạ. Rồi. Nó ra mình bắn nó nha. Ok. Win rồi. MVP nha. Khá là mệt. Rồi để xem nào. Ok, đây này, như kiểu trận này là 1v1 này. Thì các bạn có thể thoát nhá, thì lương tâm nó không cắn rứt các bạn ạ. Mẹo cho các bạn là như vậy. Rồi trận này chắc 2v2 đây. Biết ngay lại gặp bạn Huy mà. Lại gặp bạn Huy rồi. Cứ thế thôi. Không biết phải làm thế nào bây giờ. Lại gặp bạn Huy rồi. Đấy các bạn nhá. Cái mẹo ở đây là như vậy. Mình nói nhiều rồi. Các bạn vào mà các bạn gặp những người chơi á có tên clan màu vàng kìa, thì các bạn có thể xem tình hình rồi các bạn thoát trận. Rồi bạn này lại người Việt Nam rồi. Bạn này lại người Việt Nam rồi. Bạn ý không biết có hiểu ý mình hay không đây. Rồi xem nào, thanh niên này cầm con gì đây. Con Panther. Rồi có biết mà. Tránh ra đi bạn ơi. Rồi nó lùa gà mình rồi. Đi ra bạn ơi. Có bắn hay không hả bạn? Bắn hay không? Cái gì đây? Mình hỏi là có bắn hay không? Ui, xin ạ. Ui, được của nó đấy. Phải chơi thôi.
Kèo này là phải chơi nha. Kèo này là phải chơi thôi. Bạn đi ra cái. Bạn đi ra cái bạn ơi. Ok. Cái này bạn ấy cứ chặn đường mình không làm được gì ấy. Thanh niên kia đâu rồi? Thanh niên kia đâu rồi? Mình cứ tưởng là bạn Huy bạn ấy thuần phục được thanh niên kia rồi, ai ngờ thanh niên kia. Ui. Nó đồ ngon này bảo sao? Con đồ ngon này bảo sao nó chơi là phải rồi. Ôi, bạn này AFK rồi à? Bạn này AFK rồi à? Rồi chuẩn luôn, thôi mình bỏ nha. Rồi, sang trận khác rồi các bạn ơi. Đây, trận này thì thoát được nha. Trận này thoát, nó không cắn rứt lương tâm mình đâu. Trận này thoát được. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. 2v2, tà đế à. Nghe tên gắt nha. Tên gắt quá. 3, tà đế. 2, 1, ok, xem tà đế chơi nào nhé. Khi mà các bạn vừa vào trận mà các bạn gặp đối phương ấy, các bạn không tự tin các bạn thoát luôn ấy thì game nó không tính đâu. Nên thành thử ra những cái trận mà các bạn đấu với bot ấy thì nó sẽ tính, nó tính liên tiếp luôn. Cho dù trận này các bạn vừa vào các bạn thoát luôn thì nó không tính, thì là nó chỉ tính những cái trận thắng của các bạn thôi. Nên cái việc làm 7 trận liên tiếp hay là 10 trận liên tiếp đi chăng nữa mà các bạn chơi theo cái kiểu 2v2 này của mình ấy thì rất là dễ. Còn các bạn chơi chiếm cứ điểm như mình vừa nãy ấy, thì các bạn cũng thấy rồi đó. Mình chơi thắng 6 trận liên tiếp rồi mà trận thứ 7 gặp đồng đội không ra gì ấy, thì thua, rất là nuối tiếc. À, thanh niên này công lên rồi. Nó cầm cái gì á? Nó cầm bệ pháo à? Rồi, tà đế không chế được nó không? Tà đế ơi. Tà đế ơi. Ui, đằng sau lưng mình khó nha. Nó kèm như này thì chịu nhờ ấy. Mình... Rồi, không chế được rồi nha. Mình sẽ ra... Rồi. Cứ đứng đấy nhá, cứ đứng đấy. Em trên nồ mà đòi á. Cứ đứng đấy nhá, cứ đứng đấy nhá. Đứng đi, đứng đi, đứng đi, đứng đi, đứng đi. Đứng đi, nó bắt đầu nó quay mặt vào rồi á. Nó bắt đầu nó quay mặt vào rồi á. Quay mặt, quay đi. Quay đi, quay được bao lâu? Anh niên à. Quay được bao lâu? Quay được bao lâu? Chạy, chạy đi. Quay được bao lâu rồi chứ? Rồi. Rồi nó không chế cả hai này. Ui. Bạn còn không? Rồi nha. Ok. Cái con Sentinel này để nó vỉa vỉa nãy giờ hơi khó chịu á. Nó vỉa vỉa nãy giờ hơi khó chịu á. Cái gì cơ? Ui. Bực mình phết nha. Mình bị đứng co cụm quá. Không được cái gì hết á. Rồi, 4 đều. Đòi win. Ai cho win? Đây nha. Đấy, tâm lên đây phát này. À, bình tĩnh nào. Rồi nha, rồi nha. Còn phần này là đúng nha. Nhìn tới á. Tới mà vướng. Này thì đứng này. Cái tội. Đòi win á bạn ơi. Bạn đòi win á. Bạn win thì quái nào được. À, trận này mình rút kinh nghiệm. Đứng con này đứng thủ nhà luôn. Đứng thủ nhà luôn. Đứng thủ nhà cùng bạn tà đế này luôn nha. Lên đây là mình bắn cho to đầu. Nào lên đây. Con kêu sót vừa lên đây rồi đấy. Biết ngay. Các bạn thấy mình đoán chuẩn không? Bắn cho to đầu luôn á. Rồi. Kêu sót này thì đoàn mệnh rồi. Con Sentinel này nó lại lên đó. Cứu lên đây. Cứu lên đây. Ai à. Bắn đập khó chịu phết nha. Rồi. Anh bạn kêu sót. Nó bắn đau phết nhỉ, không biết là đồ đạc vũ khí của nó bao nhiêu sao mà nó bắn đau phết. Rồi, cứ đứng đây thôi. Cứ đứng đây, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Ui, bạn ta đấy ơi. Bình tĩnh nào bạn ơi. Ui rồi. Mình không nghĩ là nó bắn khỏe đến vậy đâu. Rồi, nửa cây ra đi á. Nửa cây ra đi chứ không đùa đâu. Ok, ai da. Thế mà nó vẫn nổ dính à? Khi công tím cũng có tầm nổ tím nữa à? Bây giờ mình đợi nó bắn hết rồi mình lên mình chơi cận chiến nó được. Không được. Từ từ nha. Cái nào nó bắn được dính không? Vẫn dính ạ.
Ok nha. Để phá chớp nhoáng của mình nha. Ui. Không được. Rồi bị phế rồi. À đấy bị nó cho quả phế rồi. Biết có làm được cái trò gì không đây. Này mình mấy giây là thua rồi. Ây da. Thấy không? Hụt mất rồi. Ôi chúng hai ba viên này. Giống hiệp đầu ấy. Được rồi nha. Đây bây giờ mình chủ động mình chạy nhà. Mình chạy lên đây luôn. Mình bắn cánh này nhá. Nó đứng cánh bên ý, mình đứng bên này mình bắn lại nó. Thế mà bắn nó không tới kìa. Xa quá à. Rồi nha. Bắn cả đế có làm được gì không? Đừng bắn đi. Nó lại chạy khốn ấy. Rồi bắn tà đấy cũng xử được nó rồi. Từ từ xem nào có ra đây không. Ô, lại bị bắn rồi à. Rồi nha. Nó đứng từ từ. Nó đứng đây á, nó đòi chạy đi. Ô kìa. Bắn thế mà không trúng kìa. Nó bắn đi đâu ấy nhỉ. Ui. Ngày xưa bệ pháo này là mình bay màu lâu rồi đó. Rồi. Mình nghĩ là mình đi lên đây thôi. Đứng ở đấy nó cũng không được cái vấn đề gì á. Rồi ok bạn ta đấy ơi. Rồi nha. Ui. Mà vẫn bị hạ gục kìa. Hai thành phần này toàn phi công tím hết nè. Rồi đang không để ý nhá. Ok. Win liền. Mình đánh giá là con Sentinel này rất khó chịu nha. Nó bắn đập đau dã man. Hai trận liên tiếp rồi, cố lên. Ờ, 1v1 à, thoát trận được nha. Rồi, 1v1 thoát trận được nha. Các bạn gặp người chơi có thoát thôi. Lại thoát nha. Rồi, vẫn thoát được nha. Ok, thoát tiếp nha. Mình nên đặt tên. Đấy các bạn thoát nhiều quá thì nó sẽ bị tình trạng này. Các bạn phải đợi để cho nó hết thời gian phạt rồi các bạn được chơi tiếp nha. Nói chung là cái vấn đề thoát này thì nó chỉ là giúp các bạn tìm những cái trận đấu toàn boss thì chơi nó dễ thôi. Còn nếu mà các bạn tự tin với khả năng chiến đấu của mình ấy thì các bạn có thể chơi. Tuy nhiên này nếu mà các bạn kiểu cứ chơi ấy, có thể là 6 ván các bạn thắng mà đến ván cuối cùng các bạn thua thì nó thực sự nó rất là nản đúng không? Thì mọi người có thể chọn cách này là vào thấy người thì thoát luôn. Để khi mà không có người toàn là bot ấy thì các bạn có thể chắc chắn tự tin khả năng thắng lên đến là 90%. Còn các bạn mà chơi thua bot nữa thì chắc chắn rồi là mình nghĩ là các bạn cần phải tập luyện thêm. Thì đó là cái mẹo để mà các bạn có thể cày dù là 7 hay 10 hay thậm chí 100 trận liên tiếp nhá, là khi gặp người chơi khác thì thoát luôn. Vừa vào trận nhìn thấy tên thì thoát luôn. Giang trận mới, khi nào có những trận những con boss ấy thì các bạn sẽ thắng được thôi. Tại vì ở đây nó chỉ có 7 trận thôi các bạn, nên các bạn yên tâm nhá. Không phải sợ là việc thoát quá nhiều đâu. Thoát nhiều thì cứ đợi thôi. Team 2 rồi. Lý lý à. Team 2 thì lại chơi thôi. 3, 2, 1, go. Ok. Team 2 thì chúng ta lại cứ chiến thôi.
Team 2 thì mình cứ quay video cho bạn xem, cho các bạn xem cho nó gay cấn nhá. Bạn này lắp combo lỏ thế, sao lại lắp combo kiểu này vào 2v2 nhở? Nhìn đồng đội thế này thì làm sao mà win cho nổi. Win thì quái nó được bạn ơi. Rồi rồi, thanh niên này lại đi vòng tròn sô-cô-la, bánh đa bánh đúc cái gì đây? À, cối tên lửa à? Ly lý à, cối tên lửa à? Thanh niên này lại có cái tình trạng rình dập rình gió. Mình cứ đứng đây là con này có khống chế được mình, nó không ăn được mình đâu. Rồi bình tĩnh bạn ơi, mình lên ép cho nó khống chế mình nhá. Mình lên ép cho nó khống chế mình nhá. Bật kỹ năng này. Rồi nó khống chế mình rồi, xác định rồi. Hai thanh niên này xác định rồi. Hai thanh niên này thì có mà chạy lên quận. Chạy lên quận bạn ơi. Hay lắm. Ô, bạn này thay ấy rồi. Không biết là bạn kia có phải người Việt Nam hay không nhỉ? Có dấu sắc nhưng mà mình thấy nhiều nước nó cũng ghi tên có dấu sắc cơ. Nên là cho mình lui bạn ơi. Đứng cạnh con to xác như mình. Rồi rồi, siêu pháo. Chạy nhanh. Chạy đi. Trời ơi, không biết sợ à. Nó cầm siêu pháo đó. Để mình xử nó cho. Để mình. Đâu rồi. Cho mình lui bạn ơi. Ê, bạn hăng thế. Rồi. Thanh niên này khôn phết nha. Chạy được không bạn ơi? Ui, may chạy kịp nhá. 4-3-2-1 hồi kỹ năng này chơi này. Này quả cam này, quả cam sát thủ. Cam sát thủ. Ui, khó quá, nó lại cần tăng đam cho cả cái vòng cung nữa. Nên thành thử cái này là hơi khó nhá. Mình sẽ chọn Guardian nhá. Trong trường hợp này mình sẽ kéo cái tầm đây, mình bắn lùi sâu nhé. Ồ, ngon. Có phải ai cũng lùi được đâu. Từ nhá, lên đây, quay vào đây cái, kéo cái màn hình ra đây, đó. Happy birthday to you, happy birthday to you. Buồn cười, hai đạn mất tiêu rồi, buồn cười thật. À, ok, tiếp tục với quả cam sát thủ nào. Cam sát thủ, đồng đội của tôi đâu rồi? Nào đồng đội đừng có AFK nha. Tôi xong rồi. Đồng đội AFK rồi. Cay thế. Thanh niên này AFK. Rồi hai con này nó rình rò ở đây rồi. AFK này. Làm ăn cái cho gì. Rồi. Nó nhìn thấy mình rồi. Nó nhìn thấy mình rồi. Tại sao không bắn nè? Bắn đi chứ bạn ơi. Tôi đợi cái gì? To thế này mà không bắn. Rồi, chạy được không? Không chạy được. Rồi nhá. Đứng đấy nhá. Khuế cả đôi này. Này thì khuế cả đôi này. Khuế cả đôi. Rơi xuống đây. Rồi rơi xuống này xác định ngoài. Lên đây á. Lên á. Lên không? Không lên á. Khuế tiếp lần 2 này. Này thì không lên á. Nhìn cái AFK mới cay. 6-5-4-3-2-1. Ok. Bạn ơi. Phải thì không phải chứ. Bạn làm cái trò gì đây? Bạn làm cái trò con bò gì đây? Rồi, thăm trọng, ui. Thanh niên này giúp ở dưới này lúc nào mình không biết. Ơ, thế quái lắm mà cái thanh niên này nó không bị gì nhỉ? Ok. Ấy, 2v1. Nó mới cay chứ nị. Cố lên nào. Việc của mình đứng ở đây nhá. Mình sẽ đứng ở nhà này nhá. Mà nó cầm bệ pháo thì nó vẫn ăn được à. Mình sẽ đứng ở đây. Xem anh không nghe spawn ở đây. Mình sẽ đứng ở đây nhá. Quyết định đứng ở đây nhá. Không lên cao nhá. Được. Để nó cứ đứng lên nó bắn. Không làm gì được nó này. Hết rồi.
Cái thanh niên này nó cứ đứng ra đây bị nó bắn thì không làm gì được. Đen thế, gặp cái tình cảnh. Thử thoát trận xem nó có tính hay không nhá. Ăn được 2 trận rồi này. Thoát nha, trận này mình thoát nha. Rất là mệt mỏi khi gặp phải những trận vừa rồi, nó cay á. Bị mất, mình bị mất mất nhiệm vụ rồi. Cay thế nhở. Mất tiêu cái nhiệm vụ của mình rồi. Này các bạn nhìn này, nó về không rồi. Nó về không rồi. Mình chơi thì tử tế đấy. Thanh niên này không nhận ra mình đúng không? Mình chơi thì tử tế mà gặp đồng đội như thế đấy. Thôi mình thoát trận đây. Nản dễ sợ luôn á. Tại vì mình còn làm nội dung cho các bạn này, mà chơi này mất nhiều thời gian của mình quá. Mình thoát trận nhá. Lại team 2 tiếp. Thanh niên, hai thanh niên này tên giống nhau ấy, chắc là mời nhau chơi game này. Phát luôn nha. Nên thanh niên có nhận ra mình hay không đấy? Rồi, chắc thanh niên thoát trận rồi. Video của mình chắc là đến đây thôi. Đấy, nó về không rồi này các bạn. Nó về không rồi này. Thì lời khuyên của mình là gì? Các bạn vào trận ấy, các bạn gặp người, các bạn cứ thoát luôn cho mình. Hãy cứ thoát luôn cho mình. Ý tứ nhiều đến lúc rất là mệt. Mình thì ý tứ mình thấy đồng đội thì mình cũng gọi là có văn hóa một chút xíu, mình không muốn thoát. Mà cái thế quái nào chơi được mấy trận rồi gặp thanh niên thoát trận thì là mình mình lại mất công từ nãy giờ, mình ngồi mệt ơi là mệt. Nên thôi các bạn ạ, đang trong cái thời gian sự kiện này này thì ưu tiên làm nhiệm vụ nha. Vào gặp thì thoát luôn đỡ mệt. Đây là mình chơi rất tử tế rồi, nhưng mà mình gặp người chơi như thế thì mình đành phải chịu thôi. Chứ bây giờ mình ngồi mình quay đi quay lại này thì rất là nản. Dù sao thì mình cũng cống hiến cho các bạn những cái trận đấu rất là hay rồi. Còn lại thì mình sẽ kết thúc video tại đây, sau đó mình sẽ thực hiện nhiệm vụ này một mình. Sau khi tắt video không quay nữa, mình tiến hành cách mẹo của mình là thoát trận. Thì mình cuối cùng cũng đã hoàn thành 7 trận thắng liên tiếp rồi. Những trận nào gặp người mà cảm thấy không tự tin thì các bạn thoát luôn. Các bạn lựa chọn những cái trận toàn boss các bạn chơi nha. Thì đây chính là thành quả của mình nhé. Mình nhận nha. Các bạn đợi một chút xíu nha. Đó, các bạn phải đợi nha, đừng nóng vội. Nó hơi chậm nha. Ok. Vậy là mình đã hoàn thành rồi nha các bạn ơi. Mình vào, mình gặp người, mình thoát luôn. Đấy, mình cứ vào, mình gặp người là mình thoát luôn. Mình chỉ chọn những cái trận đấu toàn boss thôi. Khi mà những cái trận đấu toàn boss mình chơi ấy, thì nó sẽ cộng dồn cho mình. Còn những cái trận đấu mà các bạn vừa vào cái gặp người chơi các bạn thoát luôn thì nó không tính nha. Đó là một cái điều hay ở game, khi mà nó tính như vậy thì các bạn có thể cứ win liên tiếp một cách rất là dễ dàng các bạn nhé. Rồi, nếu thấy video hay cũng như là ủng hộ cho nỗ lực của mình thì đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.